Thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, các đại biểu cho rằng việc hoàn thiện luật sĩ quan đóng vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến tâm tư nguyện vọng của đội ngũ sĩ quan và việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài và phục vụ quân đội. Liên quan đến nội dung tăng độ tuổi phục vụ tại ngũ, theo đại biểu Huỳnh Thanh Phương, việc sửa đổi tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan nhằm tạo điều kiện lâu dài cho những sĩ quan được phục vụ trong quân đội, giữ gìn phát huy năng lực đội ngũ sĩ quan có trình độ chuyên môn phù hợp với tính chất là ngành lao động đặc biệt. Sửa đổi bổ sung điều 13, tuổi tại ngũ của sĩ quan quân đội, thì tôi có đồng tình với cái định hướng sửa đổi hiện nay với những lý do như sau. Thứ nhất là đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, hiện đại và trước tác động của các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống, cho nên là cần phải giữ gìn đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe. Thứ hai là để cho sĩ quan có nhiều thời gian phục vụ hơn trong quân đội, nhất là cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đào tạo chuyên sâu, đặc thù. Theo đó sẽ phát huy được năng lực, trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, góp phần giảm áp lực đào tạo cán bộ và phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội. Đại biểu Hoàng Thị Đôi nêu ý kiến luật nên nghiên cứu nội dung về yêu cầu tăng thêm độ tuổi của nhóm nghiệp vụ chuyên sâu. Những cái nhiệm vụ này nó rất là quan trọng và đã mất cái thời gian đào tạo bồi dưỡng rất là quan trọng, rất là kỹ lưỡng như thế mà vẫn còn sức khỏe để đảm bảo để phục vụ mà lại đến cái độ tuổi mà phải nghỉ thì rất là tiếc ạ. Rất mong là ban soạn thảo sẽ nghiên cứu và đề cập lên trong dự thảo luật lần này để thể hiện được cái điều đó, để chúng ta có một cái quy định mà tận dụng sử dụng được cái nguồn nhân lực này ở các cái nhóm nhiệm vụ mà chúng ta đã đào tạo chuyên sâu và đã mang cái tính chất đặc biệt đặc thù. Đồng tình với đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ tại ngũ, nhưng theo đại biểu Trần Chí Cường, việc sửa đổi luật cần xem xét kỹ về việc quy định giữa độ tuổi cống hiến của sĩ quan quân đội với đóng bảo hiểm xã hội để bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng sĩ quan. Chúng ta bổ sung thêm khoảng 3 điều 36, tức là quy định là đối với lực lượng sĩ quan quân đội có đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên và đủ cái độ tuổi theo cấp là nghỉ hưu rồi. Thì như vậy cái việc nó cũng không giải thích được cho cái việc là chúng ta nâng tuổi lên như thế nào. Nên nếu đã nâng tuổi thì cũng xem lại bổ sung cái khoảng 3 điều 36 như vậy nó có cần thiết và phù hợp hay không. Dù rằng có thể giải trình là có những lực, có số lượng từ những ngoài ngành không phải đào tạo từ cái chỗ mà đi từ khi nhập ngũ hoặc là học các học viện quân quốc phòng rồi học viện của quân đội để tham gia, để tính từ cái năm tham gia ban đầu tiên. Nhưng mà như vậy thì chuyển qua số lượng này nó có nhiều để mà chi phối khi chúng ta quy định cái mức bảo hiểm xuống đến 20 năm không? Thì đây là cái mà cũng nên có cân nhắc lại trong cái việc mà nó giữa cái luật quy định cái độ tuổi của sĩ quan quân đội với cái quy định của bảo hiểm xã hội. Theo các đại biểu, việc tăng hạn tuổi phục vụ tại ngũ nhằm giữ gìn, phát huy được đội ngũ sĩ quan có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh khi được sắp xếp vào các vị trí dự bị động viên, cũng như tiết kiệm được ngân sách đào tạo bổ sung vào nguồn sĩ quan dự bị, thay thế các sĩ quan dự bị hết tuổi phải giải ngạch.